Tôi là An, năm nay tôi 26 tuổi, hiện tôi là quản lý cửa hàng. Tôi đam mê công việc và dốc hết sức mình để hoàn thành các dự án được giao. Nhưng cũng vì thế mà tôi không có nhiều thời gian dành cho gia đình và bạn bè và cũng không có nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Chắc hôm nay mình không có đi được á. Xin lỗi mình nha. Rồi tới không mới về được á nè. Chắc mình sẽ tìm một nơi cho mình nhiều cơ hội mới hơn. Bạn muốn một công việc với thu nhập ổn định và cơ hội phát triển bản thân? Hãy đến với The Gallery by Prudential.